Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Các mẫu xe của VinFast hội tụ tại triển lãm xe ô tô điện đầu tiên ở Việt Nam. Từ ngày mùng 7 tháng 7 đến mùng 9 tháng 7, VinFast tổ chức chuỗi triển lãm xe VinFast vì tương lai xanh với nhiều mẫu xe điện đa dạng các phân khúc, trong đó có cả sản phẩm lần đầu ra mắt thị trường trong nước, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng Việt Nam. Tại triển lãm, VinFast tái hiện lại hành trình từ bước đột phá chấm dứt sản xuất xe xăng để điện khí hóa hoàn toàn sản phẩm, trong khi đó, những hãng xe lâu đời như Honda hay Toyota vẫn còn đang trần chừ trong việc sản xuất xe điện, đặc biệt ở thị trường Việt Nam. Nổi bật tại triển lãm là màn ra mắt toàn cầu chiếc xe điện mini VinFast VF3. VF3 thuộc phân khúc xe cỡ nhỏ Minicar và là mẫu xe cỡ nhỏ đầu tiên được VinFast nghiên cứu phát triển dựa trên những đặc tính và thói quen giao thông của người tiêu dùng nội địa. Thiết kế nhỏ gọn, cá tính, phù hợp với số đông là những điểm khiến VF3 nhận được nhiều sự quan tâm tại triển lãm. Bên cạnh đó, dòng xe này còn hứa hẹn có mức giá dễ tiếp cận nhất với người tiêu dùng. Tại triển lãm, nhà sản xuất cũng trưng bày những mẫu crossover cỡ B VinFast VF6 đón nhận được nhiều sự quan tâm từ khách tham quan. Với việc bổ sung VF6, VF7, VinFast đã hoàn thiện giải sản phẩm có kích cỡ từ A cho đến E và đi kèm mẫu xe mini VF3. SUV điện nhà VinFast được chờ đợi trở thành mẫu xe gia đình phù hợp với xu hướng, điện hóa và lối sống xanh của người tiêu dùng Việt Nam. Các sản phẩm dân phổ biến tại thị trường Việt như VinFast, E34, VF5, VF8, VF9 cũng được trưng bày tại triển lãm. Tất cả ô tô đến từ thương hiệu Việt đều được đánh giá là có vẻ ngoài tinh tế và hiện đại. Mẫu ô tô có kích thước lớn nhất của VinFast mang tên VF9 tại thị trường Mỹ. Sản phẩm này có đủ khả năng cạnh tranh cùng các đối thủ như Kia Carnival, Kia EV9. Ngoài xe ô tô, nhà sản xuất xe điện đầu tiên tại Việt Nam cũng thể hiện mục tiêu xanh hóa phương tiện bằng việc ra mắt xe đạp trợ lực điện. Cám ổ sạc khởi động, pin của mẫu xe này nằm ở ngay dưới phần yên, điều này giúp cho nó có phần tay lái nhỏ gọn, tăng khả năng xử lý nhạy bén. Phần khung xe có cấu tạo chắc chắn, cùng với đó mẫu xe điện này cũng sở hữu phần lốp dày dặn, cung cấp khả năng vượt địa hình vượt trội. Tính năng này giúp cho chiếc xe phù hợp với tình trạng đường xá tại thị trường Việt Nam. Đáng chú ý hiện nay VinFast vẫn chưa có tên chính thức cho sản phẩm này nhà sản xuất hứa hẹn sẽ cung cấp những thông tin chi tiết trong tương lai gần đây. Ngoài mẫu xe đạp trợ lực điện, VinFast còn trưng bày tất cả những dòng xe máy điện của mình. Hệ sinh thái xe điện VinFast gây ấn tượng mạnh với đông đảo khách tham quan, triển lãm. Đây là mục đích chính của thương hiệu VinFast khi nhà sản xuất mong muốn người tiêu dùng Việt Nam sẽ có thêm nhận thức về tầm quan trọng của phương tiện không. Các bạn đang xem video trên kênh Ô tô giá rẻ chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể sắc nét và đẹp mắt rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài chúc các bạn lái xe an toàn vui trẻ hạnh phúc và luôn luôn thành công